Vâng, rất vui mừng được gặp lại quý anh chị khách hàng, quý anh chị các nhà đầu tư trên kênh YouTube Nhà đất Bảo Hoàng. Kênh nhận mua bán, nhận ký gửi và nhận giới thiệu nhà đất khu vực Hồ Chí Minh, Thủ Đức và Bình Dương. Buổi sáng hôm nay thì Bảo Hoàng đang có mặt tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, trên trục đường DT743B thuộc phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương, để chia sẻ và giới thiệu đến cho quý vị một căn khách sạn trên một trục đường nối thông với đường DT743B với diện tích chiều ngang 10m và chiều sâu là 18,5m. Tổng diện tích là 185m2. Nhà có sổ hoàn công đầy đủ với thiết kế 3 tầng và thiết kế sử dụng là 19 phòng đang cho thuê với thu nhập hàng tháng là trên dưới 100 triệu thưa quý vị. Và một căn khách sạn còn rất là mới với chiều ngang 10m và chiều sâu là 18,5m. Hướng chính của căn khách sạn nhà mình là hướng Tây, đặc biệt phù hợp với quý anh chị khách hàng theo mặt phong thủy là Tây Tứ Trạch. Vì vậy nếu quý vị quý anh chị khách hàng đang có nhu cầu mua để ở hoặc mua để đầu tư cho thuê thì đây sẽ là một sản phẩm mà Bảo Hoàng muốn gửi tới cho quý vị trong buổi sáng hôm nay. Và trước khi dẫn mọi người vào bên trong khảo sát cụ thể thiết kế bên trong của căn khách sạn nhà mình thì Bảo Hoàng xin được chia sẻ trục đường phía trước mặt tiền trục đường khách sạn của nhà mình với trục đường ngang 6m, hành lang mỗi bên là 3m. Hệ thống cây xanh, điện nước, khu dân cư cao cấp gần với nhiều căn khách sạn nhà nghỉ trong khu vực. Và đây được coi là khu vực vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng với nhiều căn nhà nghỉ khách sạn rất là đông đúc nhộn nhịp ở khu vực nơi đây. Vâng, đây là mặt tiền căn khách sạn nhà mình. Vâng, nhà mình thì có tên là Hotel Phương Anh. Mặt tiền ở phía trước thì rất là đẹp, đặc biệt là vào buổi tối thì trên trục đường này các loại đèn được bật sáng thì khu vực nơi đây rất là lung linh, rất là rộn ràng. Khách thuê phòng cũng như là khu vực nơi đây thì khu vực đường lớn gần với những khu vui chơi giải trí cho nên là rất là nhộn nhịp đông đúc. Vị trí nơi đây thì như Bảo Hoàng đã chia sẻ có rất nhiều nhà nghỉ khách sạn. Trong số đó thì căn khách sạn nhà mình là một trong những căn khách sạn lớn nhất, đẳng cấp nhất trên trục đường này. Và phía trước cái mặt tiền của khách sạn thì có một khu công viên cây xanh rất là đẹp và trục đường thông thoáng, sạch sẽ, an ninh. Vâng, trở lại với mặt tiền chính của căn khách sạn nhà mình thưa quý vị, với màu phong màu chủ đạo đó là màu đỏ và màu trắng. Mặt tiền bên ngoài thì rất là đẹp. Và như Bảo Hoàng chia sẻ, nhà mình thì được thiết kế một trệt hai lầu. Vâng, và thiết kế được chi tiết ở trên bảng quy hoạch và hoàn công là 3 tầng với diện tích tổng là 185m2. Diện tích sàn là 458m2 diện tích sàn. Và mức giá dành cho sản phẩm này, trước khi Bảo Hoàng dẫn mọi người vào bên trong khảo sát cụ thể bên trong căn nhà, thì mức giá mà chủ nhà đang gửi cho Bảo Hoàng chào ra thị trường là 13 tỷ 500 triệu đồng. Mức giá này còn được thương lượng trực tiếp chính chủ để quý vị chúng ta có thể sở hữu ngay được một căn khách sạn đang cho thu nhập hàng tháng rất là ổn định trên dưới 100 triệu đồng với 19 phòng đang cho thuê. Và đặc biệt căn khách sạn nhà mình thì có thang máy lưu chuyển giữa các tầng lầu. Còn vị trí thì như Bảo Hoàng đã chia sẻ đến cho quý vị từ đầu video, đó là gần với những trục đường lớn trong khu vực, như là đường DT743B, vòng xoay An Phú, ngã tư 550 Vincom Plaza Dị An, ngã ba Cây Điệp, ngã tư Chiêu Liêu, cao tốc 10 phút Tân Vạn,
và các cái trung tâm tiện ích đi kèm nơi đây thì rất là nhiều, như là trường học, bệnh viện, trung tâm vui chơi giải trí, khu chợ đêm thì rất là gần với vị trí nơi đây của nhà mình. Ngoài ra thì vị trí nơi đây thì nhà chúng ta cũng chuyển rất là gần về lại với trung tâm khu hành chính Trị An, hay là về lại với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức trên trục đường Nguyễn An Ninh, quốc lộ 1K. Thì chúng ta đã về lại với trục đường chính Phạm Văn Đồng hay là đường quốc lộ 1A, vị trí giáp ranh giữa thành phố Dị An và thành phố Thủ Đức. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn quý vị chúng ta vào bên trong khảo sát cụ thể chi tiết thiết kế bên trong căn khách sạn của nhà mình. Mặt tiền ở phía trước thì như quý vị chúng ta đang thấy trong hình được thiết kế rất là đẹp và còn rất là mới. Còn đây là trục đường phía trước mặt tiền căn khách sạn của nhà mình thưa quý vị, thì rất là đẹp, đối diện công viên với những căn biệt thự, khách sạn, nhà nghỉ liền kề cùng dãy với vị trí nơi đây của căn khách sạn nhà mình. Còn đây là khu vực gara xe hơi phía trước mặt tiền, khu vực để xe cho khách thưa quý vị. Và vị trí trung tâm là khu vực quầy lễ tân. Khách sạn nhà mình thì như quý vị đang thấy trong hình, với thiết kế màu sơn và về cơ bản thì còn mới trên 90%, còn rất là mới thưa quý vị. Và đây là khu vực gara xe hơi xe cho khách. Đây là khu vực quầy lễ tân thưa quý vị, còn rất là mới và rất là đẹp. Kế bên thang máy thì có một lối cầu thang phụ đi lên dẫn lên các tầng lầu. Đây là khu vực thang máy. Và bây giờ Bảo Hoàng sẽ dẫn quý vị vào bên trong khảo sát ít nhất một căn phòng. Thì hiện tại thì những căn phòng còn lại đang có khách cho thuê. Những trang thiết bị nội thất đi kèm bên trong căn phòng của mình rất là chất lượng và cao cấp, từ các trang thiết bị nội thất, tủ đựng đồ, hay là một chiếc giường cửa lớn ở phía trung tâm của căn phòng, máy lạnh, quạt, vân vân, rất là đầy đủ và tiện nghi. Không gian thiết kế của căn phòng rất là đẹp. Đi kèm bên trong là phòng tắm, phòng vệ sinh. Đặc biệt thì mỗi phòng của các khách sạn mình thì được xài bằng thẻ từ để cài, chứ không có xài chìa khóa truyền thống. Vâng, tiếp theo Bảo Hoàng xin được dẫn quý vị về tham quan những tầng lầu tiếp theo. Như quý vị đang thấy trong hình, phòng ốc khách sạn của nhà mình rất là đẳng cấp thưa quý vị.
Mong quý vị thông cảm thì ngay lúc này có rất nhiều khách đang thuê phòng. Cho nên Bảo Hoàng xin phép chỉ quay những hình ảnh bên trong khách sạn và sẽ không giới thiệu thuyết minh nhiều. Phía trước khách sạn mình thì có hành lang ban công ở phía trước hướng nhìn ra công viên như Bảo Hoàng đã chia sẻ từ đầu video. Công viên phía trước thì cây xanh rất là nhiều và rất là đẹp, đường lớn, vị trí góc ngã ba công viên với những căn khách sạn, những căn biệt thự và trục đường DT703 ở phía trước. Hiện tại thì nhân viên của khách sạn đang tiến hành dọn vệ sinh phòng sau khi khách đã trả phòng. Phòng rất là đẹp. Mặt nền nhà thì được lát gỗ nội thất. Và bên trong có các trang thiết bị nội thất cũng được làm từ gỗ chất lượng cao. Và không gian thì rất là đẹp. Và đây là tầng lầu thứ ba. Vâng, các khách sạn nhà mình thì có thiết kế một trệt ba lầu. Có hai cầu thang, một thang máy và một cầu thang phụ bên hông với 19 phòng đang khai thác cho thuê. Mình sẽ thử xem bên trong thang máy của mình thì tiện nghi và đẹp như thế nào. Bây giờ xin mời quý vị cùng xem bên trong. Đây là thiết kế bên trong của thang máy của mình thưa quý vị. Rất là đẹp và sang trọng. Xin mời mọi người cùng ghé tham quan khu vực cuối cùng của khách sạn nhà mình, đó là khu vực sân phơi, sân giặt, các cái ga giường, khăn tắm cho khách. Đây là khu vực sân phơi, sân giặt của căn khách sạn nhà mình. Vẫn là tầm nhìn view nhìn ra công viên rất là đẹp và thông thoáng thưa mọi người. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một căn khách sạn tuyệt vời, chất lượng cao cấp hạng sang trong khu vực thuộc phường Tân Nông Nghiệp, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Vị trí giáp ranh với trục đường DT743B, giao nhau với ngã tư 550 Vincom và Plaza Dị An, trung tâm hành chính Dị An, ngã ba Cái Điệp, ngã tư Chiêu Liêu, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Và vị trí này thì rất là gần với thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 7 đến 10 cây số, cách Thủ Đức khoảng tầm 3 km, và cách cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn thì khoảng tầm 3 đến 4 km, và những cái trung tâm tiện ích khác đi kèm trong khu vực thì rất là gần với vị trí nơi đây của căn khách sạn nhà mình. Với chiều ngang 10 m và chiều dài là 18,5 m, tổng diện tích là 185,5 m², thổ cư 100%. Và căn khách sạn của nhà mình thì đã được hoàn công. Và mức giá dành cho sản phẩm này là 13 tỷ 500 triệu đồng. Mức giá này quý vị chúng ta có thể đến tham quan trực tiếp và làm việc chính chủ. Và đừng quên xem video
bấm đăng ký kênh nút thông báo hình quả chuông để quý vị có thể tiện xem lại video này cũng như đón xem những sản phẩm, những video mới được Bảo Hoàng cập nhật trên kênh mỗi ngày. Một lần nữa Bảo Hoàng xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo. Xin chào.